tắt nè, khô trơn. Rồi nó phí cổ quá mà. Cái chi mới ướp được má ơi. Hello mọi người. Hôm nay em sale rất là nhiều mẫu luôn nha, sale toàn bộ shop nha mọi người ơi. Sale toàn bộ shop luôn nha mấy chế ơi. Trời, cái áo khoác mặt xinh quá. Rồi nên chị nào mà mua like hôm nay là bao lời luôn nha mấy chị. Mua like hôm nay là bao lời luôn nha mọi người ơi. Rồi mấy chị chia sẻ like giùm em 2-3 lần hội nhóm nha mọi người. 2-3 lần hội nhóm giùm em nha. Tại vì like hôm nay em sẽ tặng cho mấy chị rất là nhiều luôn. Áo khoác em bận là 135.000. Giải bao dày bao đẹp luôn nha mọi người. Áo khoác em đang mặc là 135.000 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy thì chốt áo khoác giùm em. Rồi hôm nay đưa mấy kịp màu đi chị ba. Em sale là sale toàn bộ shop sụp. Cái gì, tất cả cái gì là em đều sale hết cho mấy chị luôn. Áp dụng cho chị nào có chia sẻ livestream giùm em nha. Áp dụng cho chị nào có chia sẻ livestream giùm em nha mấy chế ơi. Rồi, đầu like em tri ân cho mấy chị mẫu này luôn. Dép đi hết rồi nha mọi người ơi, dép đi hết rồi nha. Rồi đầu like em tri ân cho mấy chế luôn nha mọi người. Em tri ân áo khoác đang mặc là 135.000 nha tình yêu ơi. Em còn có mấy cái à mọi người. Em còn có mấy cái là sạch luôn à. Đơn đồ, đơn dép đi hết rồi nha mọi người. Đây nè, em còn mấy cái là sạch luôn à. Rồi mọi người chia sẻ like giùm em nha. Chị nào không chia sẻ em không chốt giá này nha mấy chị ơi. Đây, bình thường bán 29.000. Hôm nay em sale xả shop hết luôn. Áo khoác có một màu đó nha chị yêu ơi. Rồi em sale xả shop hết luôn. 20.000 đầu like chốt liền giùm em. Chia sẻ like nha. Chia sẻ like mới được chốt đơn nha mấy ché ơi. Chia sẻ like mới được chốt đơn nha mấy ché. Đây, comment liền giùm em áo khoác trên NT Dung nè. Bật máy chưa má? Rồi chị nào lấy dép em đang mang chốt liền. Hôm nay là sinh nhật của em nha mọi người. Chuẩn bị sinh nhật của em, nên là chị nào chốt giùm em liền. Chuẩn bị chút nữa em kêu là mấy chị ơi, mấy chị chúc sinh nhật em đi. Câu nào hay á là em tặng cho mấy chị một đôi dép trị giá là 60-70 ngàn, đi o đồ này kia. Rồi bộ em mặc không có bán, Phạm Mỹ Duyên một khoác có đơn. Áo khoác rêu hình như hết rồi mọi người. Áo khoác 135. Rồi chị nào lấy dép hết rồi, sắp hết mẹ rồi. Chị nào lấy dép em đang mang, đầu like em tri ân cho mấy chị luôn. 20.000 chốt liền giùm em nha. Áo khoác cho chị Nguyễn Phan Liên Ngọc có đơn. Dép chữ H sale luôn nha tình yêu ơi. Rồi dép, tôi còn size gì đây má? Dép màu này em còn nè. Rồi chốt liền giùm em Phạm Thảo một dép 39-20 ngàn cho địa chỉ số điện thoại giùm em. Dép tri ân hai đôi cho Lê Thị Ngọc Nhi 36 có đơn. Trời má ơi, tính ra hai đôi có 40 ngàn. À Nguyễn Phan Liên Ngọc hỏi giá chị ơi. Phạm Kiều một đôi size 38 có đơn. Yên Bình một đôi 36 có đơn. Khẩu trang 3D hôm nay sale 35.000 một hộp. Rồi chị nào lấy chốt đơn liền giùm em. Dép kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. 20.000 kèm địa chỉ số điện thoại. 20.000 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Em còn 36 với 37, chế nào lấy chốt. Em còn có một màu thôi nha tình yêu ơi.
Dép em còn có 36, 37, Nguyễn Anh Thư 37 có đơn. Rồi chị nào lấy nó chốt đơn liền giùm em nha mấy chế ơi. Huỳnh Tiên đổi địa chỉ liền cho Huỳnh Tiên nha chị ơi. Chụp lại Huỳnh Tiên nè. Rồi dép kèm size giùm em nha. Khẩu trang 3D cho Hoàng Anh 3 hộp có đơn. Áo khoác có đúng một màu chút bận để tình yêu mà dày mặt đã lắm luôn nha. Rồi dép size 38 cho Thanh Thảo có đơn cho địa chỉ rồi nè. Rồi em hết dép luôn nha mấy chế. Em hết dép luôn nha mọi người. Hôm nay sale rất là nhiều. Nên mấy chế mình chủ yếu là mình coi livestream vui vẻ mọi người ha. Gấu này còn nhiêu đây đây đúng không bà? Rồi dép em hết nha. Em qua mẫu mới nha. Cái này em còn 37, 37, 38, 39, 36. Rồi dép em hết qua mẫu khác giùm em nha. Trời ơi Phạm Mỹ Duyên hỏi mẫu khác không lấy mẫu đó gì thôi mốt khỏi bán luôn đi. Phạm Mỹ Duyên bỏ ra luôn chị ba ơi. Kìa, áo khoác đó. Rồi 10 hộp 3D cho Mộng Kiều có đơn. Má biết sale 35.000 cái mua dữ thiệt chứ. Rồi đôi này em bán 59.000. Hôm nay em sale cho mấy chị em luôn 49.000 chốt đơn liền giùm em có 5-10 đôi thôi. 49.000 trời ơi má ơi. Sinh nhật chi cho sale lỗ vậy trời. Không biết nữa đây. Rồi chị nào lấy chốt đơn liền giùm em. Dép gấu 49.000. Không biết ai đủ ngày sinh nhật đây. Rồi chốt liền giùm em 49.000. Áo khoác chị đang mặc có một màu duy nhất 135. Gấu cho Trần Thanh Ngân có đơn. Dung Dung Thùy một áo khoác trắng cho địa chỉ. Gấu 39 cho mã nào nè. Rồi gấu giùm em nha. Gấu cho Thùy Dương size 38 có đơn. Rồi chị nào lấy gấu chốt gấu giùm em nha. Em bán 1 4 1 59 em xem. Ê lộn, 59.000 em xem chỉ có 49.000 thôi nha. Có size 36 luôn nha. 36, 37, 38, 39 giùm em. Em còn mấy đôi là em sale hết luôn nha mọi người ơi. Chốt đơn liền giùm em. Chốt đơn liền giùm em. Một áo khoác đang mặc cho Phạm Thảo có đơn. Dép gấu cho Hồng Nhi size 37 có đơn. Chế nào lấy nó chốt liền giùm em nha. Dép gấu kèm địa chỉ số điện thoại. Trúc Ly một áo khoác có đơn giảm cân 550 một hộp nha. Rồi em cảm ơn chị Thùy Nguyễn nha. Ok chị Thùy Dương đổi lại 39 là Mỹ Tiên một dép gấu size 37 nè. Rồi cầm anh liền giùm em dép gấu liền giùm em không có nhiều mấy má. Mấy cái này là không có nhiều. Không có nhiều nha. Rồi ai lấy chốt liền giùm em còn 37, 38. 37, 38, 37, 38, 39 cho chị Tường Gia Uyên có đơn. Rồi gấu cho Angelami size 36 có đơn. Một áo khoác chị đang mặc cho Hà Phạm có đơn. Mua hàng cho địa chỉ số điện thoại Trương Cẩm Nguyên một áo khoác có đơn. Dép gấu size 36 cho Phan 37 cho Phan Ngọc Anh Thư có đơn. Dép gấu cho chị Phạm Thảo size 39 có đơn. Thanh Thúy 36 có đơn. Dung Dung Thùy một dép gấu size 36 một áo khoác có đơn. Áo khoác còn mà. Còn cái em đang mặc là hết phải không? Rồi hết áo khoác luôn. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Truyền hình đã hết. Đến đây kết thúc chương trình. Dạ rồi em cảm ơn mấy chị nha. Mấy chị muốn mua khoác nữa giờ cũng không có đâu. Rồi tiếp tục em sẽ sale cho mấy chế gót. Áo khoác của Dung Dung cũng có luôn nha. Kìa. Cái này là của Hà Phạm rồi. Dung Dung lấy màu xám được không chị? Em còn một cái à. Em bán hàng em nứng đó mấy chị ơi. Rồi em sale cho mấy chế luôn. 35 cái này còn lễ sai không ba? 35, 36, 37, 38, 39 giùm em. Em bán là 105.000. Hôm nay sinh nhật em, chế nào chia sẻ em bán cái đùng chết queo. Em tri ân cho mấy chế. Cái này là tri ân. Bán đéo có lời và còn lỗ nha mọi người.
Một like duy nhất, một đợt sale duy nhất luôn. 89.000 chốt đơn liền giùm em. 89.000 chốt đơn liền giùm em. Chị nào mà bị bơm về là đánh dấu vô là không được mua nữa nha mọi người ơi. Chốt đơn liền giùm em con gót này 89.000. Đơn đồ đi rồi chị Vui ơi. Áo khoác xám này em còn được một cái nè, trên đó còn ba. Đây gót em đang mang. Chốt đơn liền giùm em nha. Comment liền giùm em là gót em đang mang, gót đen cho Trần Thị Thanh Ngân 89.000. Size 39 có đơn. Rồi, gót đen chốt đi mấy má. Trần Thị Thanh Ngân có rồi. Phạm Hà 36 có đơn. Có 35 nữa nha. Hồng Thị, Hồ Thị Mỹ Hạnh 35 có đơn. Áo khoác đang nước ơi đang hết rồi nha. Rồi chốt liền giùm em nha. Gót gót đen cho chị Hoa Hoa size 39 có đơn cho em địa chỉ. Gót đen em còn size mấy đi? U là trời. Em còn 37, chế nào lấy chốt liền giùm em đi. Gót đen cho Thư Thư 37 89.000. Gót đen còn không má để kiếm thôi. Nhà em không có gì ngoài hàng hết đó mọi người. Gót đen hết, hết chéo rồi. Để coi còn chéo không. Hết chéo đen mẹ rồi, gót đen còn 37 thôi nha. Gót đen còn 37, ai thương tình lấy 37 thì chốt đơn. Trời lên 100 người xem, bắn súng cái đùng chết queo hết giờ nè. Gót đen 37 giùm em đi, u là trời, nó đẹp xuất sắc, nỉ chút này nó khùng. Con đỉ này em nói nó khùng thiệt. Là em đó mọi người, em chửi em đó. 37 em còn một đôi, chế nào lấy chốt 37 giùm em nha. Đủ má em bán đi chắc em đổ nợ má em chửi em chết có mấy chị ơi. Rồi em còn một đôi 37, chế nào lấy chốt 37 giùm em. Tạo dáng nè, kiểu người mẫu nè. Lấy áo khoác xanh cho em mặc cái ba. Hồng Nhi gót đen 37 có đơn. Chị còn một cái áo khoác xám này nè bé An, lấy không màu xám nha. Rồi qua mãi giùm em nha. Có đơn rồi hả má? Vậy thì là hết nha má. Đem qua đây cho chị. Má đi làm nhân viên mà lại giống má tôi quá. Mai là chị em chứ không chị em quýnh lấy mẹ rồi đó. Chị giao em nha mọi người. Đủ ra cái lộn ba, cái lộn ba. Chị ba lên trời rớt xuống cái đùng té xỉu. Rồi lụm lên chị ba. À rồi gắn cái lộn vô rồi hả. Áo khoác xám còn chị trả anh cái chị ba. Kìa. Ủa, vậy hả? Ủa mày giấu bông bán không má? Hà Phạm lấy cho em khoác kia rồi đó nha má. Đủ ngã ba văng cái lồn bay rồi. Khoác xám. Cái này nó bị cái chân nó nè, trong chân nè. Khoác xám chốt cho chị Trần Quỳnh có đơn. Vui vẻ nha mấy chị em, để em kéo cái lồn lên coi. Em nói chuyện riết mấy chị thấy em giống con BD không? Áo khoác à, áo khoác bây giờ chút còn cái màu màu chim én này nè. Để chút mang đôi gót này vô chút nói chuyện với mấy bà tiếp. Chứ giờ để bình thường nói chuyện nó xưa rồi mọi người. Để bình thường nói chuyện là xưa nha má. Mang đôi gót vô nói chuyện nó mới nứng. Đây em còn áo khoác màu này thôi. Mấy chế chưa thấy em mặc, mấy chế mà thấy em mặc vô mấy chế còn nứng hơn nữa nha mọi người. Nứng nừng nừng luôn nha. Ơi mấy chị em chửi em đỉ cái kìa mấy chị. Em tức lắm mấy chị. Nó hoàn hàng về. Cái em nhắn tin cho nó sao không nhận hàng, nó nói bơm hàng mà. Trời ơi con đỉ đó đủ má, kiếp trước chắc làm bà hoại em. Nó không phải dạng thường nữa rồi mấy má ơi, nó làm bà hoại tôi. Nó là bà hoại tôi chứ nó không phải là hàng thường. Tức ói cái cửa mình. Rồi chốt đơn liền giùm em. Ủa lên gì vậy, cuối cùng lên gì má. Rồi comment liền giùm em. Cảm ơn chị Tuyết Nguyễn, mãi yêu chị. Mãi yêu chị ngàn năm, yêu chị hơn yêu chồng chị. Rồi chị nào lấy đôi gót trắng này chốt liền giùm em 89.000. Ai nói tôi điên tôi đủ gì đó, ai muốn nói gì nói. Nhưng vui vẻ hôm nay sinh nhật tôi, mấy bà nhớ chúc mừng sinh nhật tôi nha. Mấy cục vàng. Nhớ chúc mừng sinh nhật cho mấy má, bán rẻ cho mấy má mấy trăm ngàn. Tính ra đơn cả triệu, cả triệu, cả triệu. Không mà không chúc mừng sinh nhật là đá lòi lồn nha. Rồi ok Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên. Rồi ai lấy cái đôi gót này chốt liền giùm em nha. Rồi gót cho Samnu 38 có đơn. Thái Bảo Vân 35 có đơn.
Rồi ai lấy nửa chốt gót trắng liền giùm em nha mấy chế ơi. Trời ơi gót chốt lẹ dữ vậy. Gót trắng cho Lê Thị Ngọc Nhi 36 có đơn. Rồi cảm ơn Nhi Nguyễn nha. Yêu cục vàng hơn trai yêu cưng. Sinh nhật vui vẻ với chị yêu trù. Ôi cảm ơn chị nha. Cảm ơn Thùy Trang nha. Gót cho Thu Huế 38 có đơn. Ủa rồi ai đủ 38 đâu để kiếm đó. 38 đúng không? Chốt đơn. Rồi ai lấy nửa chốt đơn giùm em đi mấy chế ơi. Hôm nay mình bán vui vẻ mình coi tới sáng giùm em nha. Rồi gót giùm em nha mấy chế. Gót cho em Trồ Nguyễn My xe 36 có đơn. Rồi ai đủ mấy bà 36, 37, 38 nay mấy bà không ai. 36 đâu rồi? 36 nè. Rồi gót trắng cho em Trồ My rồi nha. Gót xe 35 cho Hạnh Cherry có đơn nha chị yêu ơi. Ơi hết đơn rồi chị ơi. Ơi còn đơn nha chị ơi. Bán hàng kiểu này cũng đủ má, kiểu này chắc chai đủ. Chai đủ 8 tháng chưa hết. Rồi chốt liền giùm em gót trắng nha mấy chị ơi. Gót trắng cho chị Chi Nguyễn xe 39 có đơn nha gái yêu ơi. Ai không chúc mừng sinh nhật tôi tức thiệt chứ. Chúc được có mấy lần à. Cảm ơn Tường Gia Uyên nha. Gót trắng cho Thùy Dương có đơn 89.000 chốt đơn lẹ giùm em. Một like duy nhất em sale hàng kiểu này là em đổ nợ. Rồi một áo khoác xanh chị đang bận cho Trường Vi có đơn. Em nói gì em nói kệ. Uyên My Hao sinh nhật vui vẻ ngày càng tươi trẻ khỏe đẹp khách mới ngày một đông nha em. Cảm ơn chị Uyên My Hao. Cảm ơn bé Huế. Cảm ơn chị Nguyễn Tuyền. Rồi gót trắng cho Ngọc Anh xe 36. Ai mà chúc mừng sinh nhật tôi phái đó mấy má ơi. Như được chai đủ vậy đó mấy má ơi. Bông Lê xe 37 cho địa chỉ số điện thoại giùm em nha. Bông Lê nè, Bê Long nè. Rồi ok chị yêu, chị về chị lấy nợ em luôn cũng được chị ơi. Rồi hôm nay em vui quá gì em cũng cho hết luôn á. Em cho hết luôn đó mấy má. Trời mấy má chúc mừng sinh nhật không ổng ai mua hàng hết chị mấy má. Vừa mua hàng vừa chúc mừng sinh nhật nha mọi người. Rồi ôi nè chị yêu sinh nhật vui vẻ. Chúc chị tuổi mới thành công trong công việc, con đường lựa chọn. Mãi ủng hộ chị. I love you bạc bạc nha mọi người. Rồi chốt đơn liền giùm em nha. Thư Thư gót trắng 37 có đơn. Rồi chốt tiếp giùm em. Quỷ khủng vô nha mọi người. Thấy sinh nhật em thấy khách chốt nhiều quá. Quỷ khủng vô nha mọi người. Tặng bánh kem. Ờ tặng bánh kem. Để chúc em thổi bánh kem. Xuất sắc xuất sắc từ Khư Bà Kha. Su Su gót trắng 39 có đơn. Rồi gót trắng cho chị My My 38 có đơn. Rồi gót trắng giùm em 89.000 nha. Coi cái nết nè em. Rồi happy birthday chị yêu nha. Mãi bán đắt đơn ra vèo vèo như tên lửa. Chúc chị trời ơi. Bé này chúc xuất sắc. Xuất sắc luôn. Đơn ra gì vèo vèo như tên lửa. Xuất sắc. Gót 89.000 à chị Uyên Miao ơi. Hôm nay sinh nhật em lên em sale hết nha. Em tri ân cho mấy chị nha. Em còn 37. Em còn 37, em còn 37, 39, chị nào lấy chốt. Có ship Bình Dương em ơi. Ơi ơi, 37 với 39 nha. Cảm ơn Ngoan Tống nha. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em 37 với 39 nha. 1.000 đơn hả chị Tuyết Nguyễn. Trời ơi, xuất sắc từ Khư Bà Kha bé ơi. Chết rồi. Rồi, set rồi trời ơi, bữa bán set. Bữa bán set rồi mua set, giờ lại dép mua set bé. Rồi sục trắng để sale luôn nè mấy má này biết những mẫu sale của tôi ghê á. Baby Nhi cảm ơn cục vàng rồi. Em còn 37 với 39 chế nào lấy chốt đơn liền giùm em nha. 89.000 chốt đơn livestream mấy má ơi. Chốt đơn livestream nha. Rồi em qua mã để em nói đủ má em nói kiểu má nhập em xem nói dữ dữ biết nữa. Rồi. 36 37 38 39. Mẫu này bán 60.000. Hôm nay sinh nhật vui vẻ bán 50, ai lấy chốt chờ neo 50. Chờ neo 50 áo khoác đang bận là 37 cho bé Tư gót có đơn. Rồi, cảm ơn Nguyễn Thị Yến Phương nha. Rồi gót trắng cho Yến Xuân 39 có đơn. Rồi. Chốt đơn liền giùm em, chờ neo giùm em.
chờ neo kèm địa chỉ, số điện thoại chút nữa giúp Nam à. Mấy bà khen tôi đẹp, hay chúc mừng sinh nhật tôi, chúc tôi sale cho mấy bà 80 luôn. Vui vẻ không? Cái này là vui vẻ nha. Gót 89.000, chị nào lấy chốt. Chút nữa về mà má em đánh em văng cái lồn lên cây ỏi là mấy chị biết nha. Tại vì em đổ nợ nha. Rồi chốt liền giùm em nha. Chờ neo 37 cho chị Hồng Nhi có đơn. Rồi chốt tiếp đi nè mấy bé ơi. Chờ neo cho chị... Chờ neo cho Huỳnh Hà size 39 có đơn. Rồi chờ neo cho Diễm Nguyễn size 39 có đơn. Bé Mai 37 có đơn. Áo khoác 135 nha. Áo khoác 135. Rồi ai lấy chờ neo, chốt chờ neo giùm em nha. Rồi đôi gót này em còn đúng một đôi 37, chế nào lấy chốt nha. Chờ neo cho Kiều Vi size 37 có đơn. Chờ neo cho chị Trâm Hoài 38 có đơn. Trai nữa giờ. Rồi chờ neo giùm em nha. Chờ neo em còn 36, 37, 38. Ai lấy chốt liền giùm em 50k nha mọi người. 50k rồi. Còn đôi gót em đang mang 89.000 size 37. Thôi để đôi gót này mang sinh nhật coi. Đi mà cũng không ai đủ đâu, khỏi đi. Rồi cảm ơn Trương Hồng Kiều nha. Rồi ưng ghê luôn à chị Thảo Phạm. Cảm ơn chị yêu. Rồi chị nào lấy nó chốt liền giùm em nha. Để em lên cái mã sục này coi. Sục ơ, sục eo gì nè. Sục à. Sục là chút nó bị đục nè. 35, 36, 37, 38, 39. Bán 89.000. Hôm nay sinh nhật vui vẻ mà mấy chị. Em để cho mấy chị luôn 79.000. Ai lấy chốt liền 79.000. Giăng cái lồn luôn nè. Huỳnh Hà thêm một đôi 37 có đơn. Áo khoác em chỉ có màu này thôi nè. Rồi chờ neo cho Tuyết Việt 36 có đơn. Áo khoác còn màu cam. Còn màu cam. Còn đúng một cái màu xám này nữa. Chị nào lấy chốt nha. Rồi chị nào lấy đôi sục này 79.000. Có 5 đôi duy nhất. 5 đôi duy nhất 79.000. Chốt đơn liền giùm em chút nha. Hàng Quảng Châu, Châu ơi, ra Quảng Châu nha, chứ không phải Cần Câu nha mấy má ơi. Rồi còn gót nữa đợi em xíu nha. Rồi chế nào lấy mã này chốt liền giùm em. Comment liền giùm em nha. Sục kèm địa chỉ số điện thoại. Sục trắng, từ từ má ơi. Sục nơ YSL cho chị Trương Thị Kiều có đơn. Size 36. Khoác 135 giùm em nha. Khoác 135. Rồi khoác 135. Ai lấy mã này chốt liền giùm em nè. Comment liền giùm em mã sục giùm em. Sục YSL mẫu mới chứ không phải mẫu cũ. Mẫu mới không phải mẫu cũ. Và em cũng chỉ có được một ri này thôi. Chị nào lấy chốt em cảm ơn chị Thảo Phạm nha. Rồi cảm ơn Út nhỏ nha. Cảm ơn Dung Mèo nha. Ưng thì mua tiếp đi nè mấy má ơi. Rồi khoác xám cho Nguyễn Ngọc Bảo Trân có đơn. Sục cho chị Linh Nguyễn có đơn. Khoác sục chị Linh Nguyễn lấy gì vậy? 39. Rồi chị nào lấy chốt nha. Rồi chờ neo cho Tuyết Việt size 36 có đơn. Rồi khoác có một màu này. Khoác xám cho bé gì vậy? Rồi mua một đôi bán, mua nửa đôi chị cũng bán luôn em ơi. Rồi 35, 36, 37, 38 comment liền giùm em sục 89.000, sale cho mấy chị 79.000 nhân dịp sinh nhật em. Mấy chế mua muốn mua cũng được. Nè đọc cái câu này là sinh nhật sinh thần vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè gia đình, tuổi mới sinh gái ơn, sức khỏe trường tồn, bán hàng 1.000 đơn. Nhưng N là quá trời luôn đó mấy chị ơi. Sẽ không còn đơn hàng nào bơm về nữa. Cuối cùng chúc chị tất cả những gì tốt đẹp nhất và mau giàu nha má. Trời ơi, nướng lồn ghê, chúc cái câu đó mà sướng tưng con chim luôn mấy má ui. Sục cho Hồ Thanh Hảo size 37 có đơn. Rồi áo khoác xanh em đang mặc còn. Chị nào lấy chốt Baby Nhi 38 có đơn. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em 35 với 36 nha. Qua mã màu trắng nè, màu trắng còn cái gì? Màu trắng còn có nhiêu đây nè mấy má. Màu trắng cũng 79.000 luôn. Nên mua 2-3 đôi. Nên mua 2-3 đôi về mang mấy chị. Màu trắng màu đen gì cũng vậy thôi. Có giúp Nam chút sale 80.000. Rồi màu trắng màu đen màu nào cũng vậy nha. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em. Có giúp đế xuồng, giúp bánh mì nha. Áo khoác chị mặc. Em mặc vừa nha em ơi. Áo khoác này mặc tới đâu ôm tới đó. Áo khoác 4 túi nha. Rồi comment liền giùm em đi mấy chị ơi. Comment mã này là sục
nơ trắng kèm size dùm em đi mấy chế ơi. Em không biết mấy chế mang size gì đâu nha. Rồi chế nào lấy chốt. Áo khoác xanh cho chị Ni, Ni có đơn. Khoác xám, khoác xám cho Ngô Thanh Hảo có đơn. Rồi sục trắng cho Nguyễn Thị Huỳnh Như 38 có đơn. Rồi sục ISL nè. Sục IS trắng có 35 nha. Chút chút 39 có đơn. Đôi em mang là cao mấy phân em cũng không biết mà cao lắm mọi người ơi. Rồi áo khoác xám em hết. Coi chút có áo khoác gì em lên cho mọi người ơi. Rồi chị nào lấy chốt Lan Hồ lấy một áo khoác xanh có đơn. Rồi em còn nè mấy chị 35, 36, 37 chị nào lấy chốt nha. Chị nào lấy chốt 35, 36, 37 giùm em nha. Sục 36 cho chị Hồng Phạm có đơn. Sục giùm em, sục kèm size giùm em. Em còn 35, 36, 37 giùm em. 35, 36, 37 giùm em nha mấy chế ơi. Trời ơi, Như ơi, tao lại mày, mày đừng chúc mừng sinh nhật tao. Tao đổi ơn mày rồi Như ơi. Ban phước lành cho tao Huỳnh Như ơi. Mày đừng chúc mừng sinh nhật tao, tao lại mày. Ai chúc mừng tao cũng vui. Mày chúc mừng sao tao thấy mệt mỏi quá à. Lợi Đinh một áo khoác xanh có đơn. Sục trắng cho Thanh Hằng 37 có đơn. Khoác cam nè mọi người. Áo khoác là 135 nha. Đủ mặt này nhờ. Rồi áo khoác là 135 dùm em. Chị nào lấy chốt để lên dép tiếp. Rồi chuẩn bị sale dép nơ cho mấy chị 45.000. Mình có một bộ. Rồi, chị nào lấy sục nữa chốt liền giùm em. Nhi Nguyễn không giấu sục size 35 có đơn. Rồi, sục em còn size 35, 36. Sục em còn size 35, 36, 37. Chị nào lấy chốt. Khoác cam cho Hà Phạm 135 có đơn. Rồi, em còn một cái rêu nữa nha mọi người. Em còn một cái rêu và một cái cam nữa hết luôn nha. Một rêu, một cam nữa hết nha mọi người. Một rêu một cam nữa hết nha. Gót trắng em còn size 37. Khoác xám em hết. Còn một cái xanh rêu với lại một cái màu cam em đang mặc là hết luôn rồi đó. Rồi chị nào lấy đôi này chốt liền giùm em nơ. Em sinh nhật em nên em vui vẻ. Phan Ngọc Anh Thư có khoác rêu có đơn. Chị nào lấy đôi này chốt liền giùm em nha. Comment liền giùm em nơ 45.000. Nơ giùm em nha. Minh Thùy khoác cam có đơn. Khoác rêu coi đằng kia coi còn giùm em không Kiều Duyên. Ngay chỗ cái cậy kìa. Bên kia kìa, chỗ đây dép á. Sục trắng 37 có. Hết đúng không? Rồi comment liền giùm em khoác em hết nha. Chị nào lấy cái đôi này chốt liền giùm em nơ 45.000. Sục hết 39. Nơ cho chị Hen Kim size 36 có đơn. Nơ em có ít nha mọi người, 45.000 nha. Này em bán 55 nha. Sinh nhật em mới chi ân cho mấy chị nha. Khoác xanh em hết. Rồi ai lấy đôi này chốt liền giùm em. Nơ kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Nơ kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Đây nơ nè mọi người. Mang xinh lắm luôn. Comment liền giùm em là dép nơ nha. Dép nơ kèm địa chỉ số điện thoại giùm em 45.000. Dép nơ giùm em nha. Dép nơ giùm em. Áo khoác em hết rồi mọi người ơi. Chừng nào có em báo nha. Rồi chị nào lấy nơ chốt nơ giùm em nha. Nơ 45 giùm em. 36, 37, 38, 39 giùm em. Dép nơ kèm địa chỉ số điện thoại. Dép nơ kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Dép nơ giùm em nha. Hồi like đã cuối cùng còn mấy đôi gót kêu đen 38, 36, 37. Rồi 36, 37, 38. Gót đen em còn 36, 37, 38, 89.000. Chị nào lấy chốt nha. Dép nơ rất là đẹp nha mấy chị ơi. Hello Huyền Tùn. Dép nơ rất là đẹp. Chị nào lấy chốt liền giùm em. Gót chéo sinh nhật em đang sale cho mấy chị 89.000 nha. Sục size 38 hết. Nơ em chỉ có màu này thôi mấy chị ơi. Nơ em đang lên màu trắng nha. Chị nào lấy trắng thì chốt trắng.
Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Bộ em mặc em không có bán nha mấy chị ơi. Rồi gót đen nè mấy chị, gót đen cho Thu Hà 36 có đơn. Gót đen 89 ngàn nha mấy chị ơi. Rồi bánh mì xoàn để em lên luôn nè. Rồi gót đen cho Nga Thúy 37 có đơn. Nơ 37 cho bé Út Bạc Liêu có đơn. Nơ 45 ngàn kèm địa chỉ, số điện thoại giùm em. Nơ 45 ngàn nha. Em còn một gót đen 38 với lại một gót trắng 37 giùm em. Em ở Hóc Môn nha mọi người. Em ở Hóc Môn vừa hôn vừa mất. Rồi chị nào lấy chốt, còn gót nhiều lắm mấy má ơi, để em lên đã. Dục cho đây cho em nè. Xét góc này nha. Nơ giùm em nha. Nơ cho chị Thanh Nàng size 36 có đơn. Rồi chị nào lấy nơ, chốt nơ giùm em nha. Áo khoác nè, để em coi em có màu gì nha. Kéo đâu rồi ba? Để đi anh chồng lên đi. Rồi ai lấy gót, chốt gót, gót 38 cho chị Trâm Hoài có đơn. Màu đen. Có gót thấp cho tình yêu ơi. Dục cho chồng em. Rồi để em lên cho mấy chị mã H Quảng Châu nha mấy chị ơi. H Quảng Châu chị, ơi kẹp xoàn đi. Kiều Duyên đưa 4 đi kẹp xoàn trắng đi Kiều Duyên. N35 đưa rồi mà. Hết rồi mấy chị ơi, N35 em hết nha. Rồi gót đen em hết. Nơ 38 cho Trần Thị Ngọc Duyên có đơn cho địa chỉ chưa? Để đi. Rồi comment liền giùm em nha. Gót em chốt cho chị Trâm rồi. Chị Trâm ơi, áo khoác này em đang bận là màu xám nha. Nguy hiểm Phan Ngọc Hoài Thương bơm hàng không bán nữa. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em. Comment liền giùm em là áo khoác em đang bận 135. Khoác xám cho bơ lê có đơn. Khoác xám cho Khuê Đinh Kim có đơn. Lan Hồ có đơn. Rồi ai lấy áo khoác chốt áo khoác giùm em. Khoác chị mặc cho Ni Ni có đơn. Gót 38 lấy cho chị rồi nha. Rồi khoác cho Mỹ Lai có đơn. Ấm Xuân có đơn. Rồi Hoàng Yến một áo khoác xám có đơn. 135 giùm em. Rồi ai lấy khoác chốt khoác em mặc nha. Phan Ngọc Hoài Thương nói gì kìa chị. Rồi hàng này bao đẹp luôn, xám cho Lợi Linh có đơn. Rồi chị nào lấy đôi này chốt đơn liền giùm em. Kẹp xoàn Quảng Châu bán 69 ngàn, hôm nay em sale trên live cho mấy chị luôn nha. 60 ngàn chốt đơn liền giùm em. 75 sale còn 60, chị nào lấy chốt 35 36 37 38 39 comment liền giùm em. Comment liền giùm em dép xoàn kèm địa chỉ số điện thoại. Dép xoàn kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Áo khoác này ủ kem rất là sướng luôn nha. Tên Uyên có đơn cho địa chỉ đi. Tên Tiến Tàu ơi, kẹp xoàn cho Thu Hà 36 có đơn. Khoác 135 nha. Kẹp trắng cho Thanh Hằng 38 có đơn. Khoác xám cho Thùy Dương có đơn. Siro ông kẹp xoàn 39 có đơn. Nè khui ra đi.
Quỳnh Hoa 1 đôi 37, 1 đôi 38, 1 đôi 39 có đơn. Rồi khoác xám cho Thùy Dương rồi nha. Dép xoàn kèm size giùm em đi mấy chế ơi. Dép xoàn 60.000 kèm địa chỉ, số điện thoại giùm em. Như Quỳnh Lê 37 có đơn. À Phan Ngọc Hoài Thương xuống nhà chị lấy. Sorry em, sorry em. Ly Mộng Tuyền có đơn. Chị cảm ơn em, sorry lộn. Diễm Nguyễn có đơn, chị xin lỗi. Chị xin lỗi em. Kẹp xoàn cho Sam Nu 38 có đơn. Rồi ai lấy đôi kẹp xoàn chốt liền giùm em. Em hai áo khoác xám sao? Ok Hoàng Yến nha. Ủa là em có chưa vậy Yến, em đặt lại dạ. Khoác xám cho Nguyễn Hòa có đơn, cho em địa chỉ. Nguyễn Hòa cho em địa chỉ. Áo chị mặc 135. Size 35 không có, chị mới lấy 36 cho em nha em ơi. Kẹp xoàn cho Lợi Đinh 36 hai đôi. Ok em, chút nữa chị sửa thông tin lại. Rồi Thương cứ mua đi nha em. Rồi dép quay ngang còn nhiều mẫu, ai lấy kẹp xoàn chốt liền giùm em nha. 75kg. Hoàng Yến thêm một cái nữa nè. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em qua mã gót. Kẹp xoàn cho size em, size 39 có đơn cho địa chỉ. Kẹp xoàn cho Ngọc Hồng Nguyễn 38 có đơn. Xoàn. Rồi áo em mặc, ai lấy thì chốt áo em mặc nha. 35, 36. 35, 37, 39. 35 này 36 có thể mang vừa và 37, 39 nha mọi người. Chị nào lấy chốt liền giùm em đôi này. Đôi gót này em sale cho mấy chị luôn. 89.000 kèm địa chỉ, số điện thoại. 89.000 kèm địa chỉ, số điện thoại giùm em. Comment liền giùm em gót đen 89.000. Gót đen 89.000. Cho địa chỉ trên like luôn nha em ơi. Rồi 89.000 chốt đơn liền giùm em. 35, 36 có thể mang dừa nha mọi người. Đây. Em chân 36 mang gót 35 dừa nha. Đây. Chị nào lấy chốt liền. Xoàn giùm em, kẹp xoàn trắng giùm em nha. Kẹp xoàn trắng giùm em. Kẹp xoàn trắng giùm em nha mấy chế ơi. Khoác có một màu em đang mặc. Chị nào lấy đi chốt, còn lấy thì đợi có màu khác thì mua nha. Đợi có màu khác thì mua nha. Rồi gót cho Samnu C38 có đơn. Ê 38 lấy 39 nha Samnu ơi. Không có dư bao nhiêu đâu gót này á. Tại vì 36 á, 35 có 35 nên là cái size nó nhích không có nhiều đâu. Nên là lấy 39 mang được, em lấy thì chị dục ra cho em nha. Gót này 89.000 chốt liền giùm em. Gót này 89.000, em còn 35. 39, 35, 37, 39. 35, 37, 39, chị nào lấy chốt liền giùm em nha. 89.000 bán 125, xe có 89.000 thôi. Chị nào lấy chốt liền giùm em. Chị Giang Ly ơi, ship Hà Nội hả? Ship Hà Nội được chưa ta? Chắc được rồi quá. Hoặc chị được rồi nha chị Giang Ly ơi. Đây, chị nào lấy chốt liền giùm em. 89.000 kèm địa chỉ, số điện thoại giùm em. 89.000 kèm địa chỉ, số điện thoại giùm em. Chị nào lấy chốt liền. Đẹp lắm, chịu không? Xé đi chị. Rồi ai lấy gót chốt gót giùm em qua mã. Rồi chị nào lấy kẹp xoàn trắng cho Đặng Phương cho địa chỉ mới chốt nha. Rồi em có mã gót này nữa, chị nào lấy gót này thì chốt, còn lấy thôi em qua mã. 89.000 đôi đó 60 chị. Rồi. Áo em đang mặc 135, gót cho chị Minh Thùy size 39 có đơn. Em sale 89.000 mấy chị nên mua đi. Ruby Mạnh 35 có đơn. Em nói luôn mấy cái đôi gót này mấy chị mua ở đâu mà được 89.000 mấy chị. Gót đen cho Duyên Cherry 37 có đơn. Rồi chị nào lấy gót chốt gót giùm em nha. Gót này em còn 35 với 39. 36 lấy 35 là vừa. Thúy Hồng 35 có đơn.
Rồi em chuẩn bị lên dép mà, dép gót tùm lum tùm la mà. Rồi chị nào lấy nó chốt liền giùm em nha. Gót đen kèm địa chỉ, số điện thoại Thúy Hồng có rồi nha chị yêu ơi. Thúy Hồng có rồi nha. Hát Nam này còn bao nhiêu đây nè đúng không ba? Coi đi. Nè. Rồi. Gót xa cho Hồ Thị Kim Phương xe 39 có đơn. Liên Nguyễn lấy áo đang bận. Gót cho Ruby Mạnh có rồi. Liên Nguyễn cho em địa chỉ chị ơi. Còn size nhiêu chị? 38, 39, 40. Chị nào lấy chốt đơn liền giùm em. Đôi này em bán, em sale trên line này cho mấy chị luôn, 80k chốt đơn liền. Hôm nay em bán cái gì cũng rẻ luôn nha. Đây, em bán cho mấy chị 79.000 thôi, chốt đơn liền giùm em. Gót đen không còn 37. Lấy hai đôi xoàng. Chị Trần Hương ơi, bây giờ là có màu đen chị có lấy không? Nguyễn Ngọc Bảo Trân gót đen 39 còn. Rồi, hắc đen này em sale cho mấy chị luôn nha mấy chị ơi. 79.000 một đôi dép nam hơ mẹp. 79.000 một đôi dép nam hơ mẹp còn size bao nhiêu ba? 38, 39, 40. Lý Mộng Tuyền 40 có đơn. Cẩm Quỳnh 40 có đơn. Thanh Hằng 40 có đơn. Rồi chị nào lấy nó chốt liền giùm em nha. Comment liền giùm em là 40 nha. 38, 39, 40. 38, 39, 40. 41 có một đôi. 41 có một đôi. Chị nào lấy chốt. Tư Tư 40 có đơn. Duyên Cherry 40 có đơn. Trần Thị Thanh Thủy 39 có đơn. Rồi chị nào lấy chốt đơn liền giùm em 79.000 một đôi Hắc Nam. 79.000 một đôi Hắc Nam. Chị nào lấy chốt 79.000. Vân Nguyễn có đơn. Áo khoác em đang bận còn màu xám. Chị nào lấy chốt. H41 cho Hồng Nhi có đơn hết luôn. Kế bên ba đó. Đôi nơ trắng này đổi một đôi cho Vi Lê này. Chị bỏ lên kệ. Rồi hắc đen 41 em hết nha. Nơ trắng này em còn size 35 với lại 39, 35, 36, 39. Chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Sụt nơ sale cho mấy chị 79.000. Rồi thấy Phạm Thị Thu Diễm nha. Rồi sụt nơ 35, 35 gót là 89.000 nha. Rồi em còn một đôi 35, chị nào lấy chốt. Sụt nơ trắng cho Thanh Hằng 35 có đơn. Em còn một đôi 39, sụt nơ trắng này hết luôn rồi đúng không ba? Rồi em còn một đôi 39, chị nào lấy 39 chốt 39. Em còn một đôi 39, chị nào lấy 39 chốt 39 nha. Nơ đen còn một đôi 35, 36. Nơ đen em còn một đôi 35, 36, chị nào lấy chốt. Nơ đen còn một đôi 35, 36, chị nào lấy chốt 89 nha. Rồi em lên góc thấp tùm lum nè, đợi em một xíu đi mọi người. Hàng nó nhiều quá. Rồi sụt nơ đen cho chị Hạnh Cherry xe 35 có đơn. Gót đen 39 em hết. Rồi đôi này bình thường em bán là 59.000. Hôm nay em sale cho mấy chị trên line này luôn 50.000 chốt đơn liền giùm em. Mã gu xì này siêu đẹp luôn nha. Đây hàng em bán nè mấy chị. Vải gu xì giùm em. Hàng Việt Nam xuất khẩu chuẩn giùm em luôn. Chị nào lấy chốt comment liền giùm em là gu xì 50. Gu xì 50 kèm địa chỉ số điện thoại. Gu xì 50 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Cái này hư mẹ nguyên ri vậy trời. Cái này bên ai vậy quên rồi ta. Để chút. Rồi nha. Sụt nơ đen em hết nha mấy chị ơi. Dung heo chị nghe nè má.
gu xì cho Minh Thùy 39 có đơn, Hồng Nhi 37 có đơn, Tuyết Oanh 39 có đơn, Bùi Thị Ngọc Ánh 38 có đơn. 39 này rồi đúng không? Rồi chị nào lấy chốt nha, gu xì giùm em nha mấy chị ơi, 50.000 rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn nha, 50.000 một đôi, chị nào lấy chốt liền giùm em 50 nha. Gu xì cho Yến Xuân 39 có đơn. Rồi chị nào lấy chốt nha. Em cảm ơn chị Lê Tú nha. Chị nào lấy đôi này chốt gu xì giùm em. Gu xì kèm địa chỉ số điện thoại. Rồi 35 38 35 38 36 36 38 39 35 36 37 38 39. Mã này em nói luôn nha, cái này là Hermès cũng xịn luôn, nhưng mà là không phải đế vân gỗ. Đế vân gỗ là em bán 125.000, đế này em bán 115, hôm nay em sale cho mấy chị luôn 105.000, chị nào lấy chốt comment liền giùm em là Hermès rêu hàng Quảng Châu nha, comment liền giùm em 35 36 37 38 39 hát rêu giùm em 105.000. Gu xì cho Phúc Su Vin một đôi 37 có đơn. Rồi chị nào lấy chốt đơn liền giùm em, comment liền giùm em hắc rắn Quảng Châu, sale cho mấy chị 100.000 luôn, 100 luôn nha, chốt đơn lẹ, không có nhiều, không có nhiều đâu nha. Quách Huyền một đôi gu xì 39 có đơn. Đôi này còn size nhiêu chị Mai? Rêu cho Huỳnh Hoa 39 có đơn, gu xì cho Thùy Dương 36 có đơn. Kiếm 39 nè. 100.000 giùm em nha. 100.000 rất đẹp luôn, Diễm Nguyễn 39 có đơn. 35 36 37 38 39 giùm em. Đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. Đôi hắc rêu này nè, bao đẹp luôn. Bao đẹp luôn nha mấy chị ơi. 35 36 37 38 39 100.000 thôi nha mấy chị. Nguyệt Trương size 38 có đơn, sinh nhật em nên em chi on đó, Tường Vi 35 có đơn. Nên chị nào mua hôm đợt like này là siêu lời luôn nha. Rồi rêu cho Lê Thị hắc rêu cho Lê Thị Tường Vi 39 có đơn. Rồi chị nào lấy chốt đơn liền giùm em, không có nhiều nha. Không có nhiều giùm em đâu nha. Võ Quỳnh Như 38 có đơn. Võ Quỳnh Ngọc Như 37 có đơn. Đọc chữ còn chạy nữa. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em. Chị nào lấy chốt liền giùm em nha mấy chế ơi. Rêu cho An Yên 35 có đơn. Rêu giùm em đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Đặng Nhi 37 có đơn. Em nghe này chị Nguyệt Trương, em nghe này chị ơi, chị kêu em có cái gì không, có cái gì không, bà An Yên chưa chúc mừng sinh nhật tôi nha má. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em. Đăng Ni có rồi nha, áo khoác này là 135 giùm em nha. Rồi chị nào lấy rêu chốt rêu liền giùm em. Em còn rêu 36 38, em còn rêu 36 38. Chị nào lấy chốt liền. Rêu em còn size 35 36 38, chị nào lấy chốt. Cảm ơn chị Nguyệt Trương nha, thấy tiên tiên nha. Thấy tiên tiên. Áo khoác 65 kg bao dừa nè mấy chị, coi dạng thoải mái giùm em nha. Rồi chị nào lấy rêu chốt rêu giùm em. Dép rêu này 100.000, chị nào lấy chốt lẹ. 100.000 thôi. 100.000 đi. Rêu cho Phan Thư 36 có đơn. Rồi chị nào lấy rêu chốt rêu liền giùm em nha. Rêu giùm em. Em còn 35, 36 với lại 38, chị nào lấy chốt. Em cảm ơn chị Phú Ngọc nha. Rồi áo không vừa em bao chị Thùy Dương một hắc rêu 100 có đơn. Rồi ai lấy rêu nữa chốt rêu giùm em nha. 35 nè,
35 36 38 giùm em, chị nào lấy chốt rồi qua mã. Qua mã nha mấy chế đẹp ơi. Rồi. Gu xì màu chờ neo nu giùm em. Chờ neo màu nu nè. Em còn đúng 5 đôi duy nhất 50.000, chị nào lấy chốt đây. Form dài tùy mấy chị muốn mặc. Rồi rêu 39 em hết nha, rêu 39 hết nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy chờ neo chốt liền giùm em chờ neo. Chờ neo kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Chờ neo kèm địa chỉ số điện thoại giùm em, chế nào lấy chốt liền giùm em nha. 50.000 kèm địa chỉ số điện thoại cho em miếng nước chị hai. Bơ lê chờ neo nu 37 có đơn gì? Chờ neo nu cho Vi Nguyễn 39 có đơn. Rồi chờ neo 50 giùm em kèm size giùm em đi. Kèm cái size giùm em, áo khoác này mặc đỡ lắm luôn nè mọi người. Nón to nữa nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy chốt, chờ neo kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Huỳnh Hoa một đôi 39 có đơn. Huỳnh Hà một đôi 39 có đơn. Rồi em còn 36 37 chị nào lấy chốt. 36 37 giùm em, bán 59.000 sale chỉ có 50.000 trên like. Nhân dịp sinh nhật em nha. Chờ neo cho Trúc Quỳnh size 37 có đơn. À 38 có đơn. Ngọc Mỹ size 36 có đơn. Rồi hết chờ neo giùm em. Áo khoác 135 giùm em, áo khoác 135 giùm em nha. Áo khoác 135 giùm em. Khoác dồn đơn cho Phúc Subin có rồi phải không? Rồi, comment liền giùm em nha. 36, 37, 38, 39 bán 85.000. Hôm nay em sale trên live cho mấy chị luôn 65.000, chị nào lấy chốt. Xoàn Quảng Châu 65.000, chị nào lấy chốt. Trúc Quỳnh một áo khoác xám có đơn. Chờ neo em hết. Nguyệt Chuông khoác xám có đơn. Chờ neo chút lên mẫu khác nha chị ơi. Rồi chờ neo nu em hết, comment liền giùm em mã xoàn này. Hôm nay em sale cho mấy chị 65.000 rồi. Chị nào lấy chốt 65 comment liền giùm em xoàn. Xoàn 65 liền. Xoàn Quảng Châu Huỳnh Hà một đôi 39 có đơn. Em nói luôn, mấy chị coi lại like em, mấy chị biết em bán bao nhiêu nha. Chị nào lấy chốt 39 nè. Rồi chị nào lấy nó chốt liền giùm em nha. Xoàn cho Thanh Hằng 36 có đơn. Xoàn này em bao với mấy chế luôn. Em bán 65.000 là bao toàn giá Facebook luôn. Chị nào lấy xoàn chốt xoàn. Xoàn kèm địa chỉ số điện thoại. Áo khoác xám em đang mặc còn 2 cái là hết. Kim Ngân size 39 có đơn. Kim Ngân 39 có đơn. Kim Ngân 39 có đơn. Út Nhỏ 38 có đơn, 57kg bao dừa. Hà Lý 37 có đơn cho địa chỉ. Quyên Quyên 38 có đơn. Chờ neo em hết chị ơi. Rồi chị nào lấy xoàn chốt liền giùm em nha. Xoàn kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Xoàn hôm nay là 65.000, sinh nhật em nên em sale hết cho mấy chị nha. Chị nào lấy chốt, chị nào lấy chốt liền giùm em xoàn 3 dây xoắn Quảng Châu nha mấy chị ơi. Thanh Thảo 38 có đơn, chờ neo em hết để chút em kiếm em lên cho. Rồi chị nào lấy nó chốt liền giùm em. Xoàn cho Thanh Thảo rồi nha, chị nào lấy nó chốt liền giùm em. Xoàn em chỉ có màu này thôi nha chị Yên Bình ơi. Thanh Thảo có rồi nha chị yêu ơi. Rồi nơ màu nu nè. Nơ màu nu 35 36. Em còn 35, 36, 37 nha. NT Kiều 36 có đơn. Thanh Thảo comment một lần đây em ơi. Áo khoác cho ai? Xoàn cho chị Bùi Hà có đơn. Xoàn nơ nu 35 cho Ni Ni có đơn. Rồi nơ nu này em nói luôn nha, em có mấy đôi thôi mấy chị ơi. 35 với 36 em sale cho mấy chị 79.000. 35, 36, 79.000. Rồi áo khoác bếp ngon hạnh phúc. Rồi nơ nu cho Phương Phương Phan có đơn size 35 cho địa chỉ.
Cái này em có 35, 36, 37. Chị nào lấy chốt 35, 36, 37 giùm em nha. Ê gái Happy Birthday, cảm ơn chị nha. Chị Nguyệt Chuông ơi. Bằng xoài 36 cho Thảo Nhi có đơn. Còn xoài không giờ? Rồi chị nào lấy đôi này chốt liền giùm em nha. Nô nu cho Nhung Nhung 37 có đơn. Rồi áo khoác 135 còn đúng một cái em đang mặc. Rồi comment liền giùm em mã nơ đi mấy chị, xong mã này em qua mã khác nha. Áo khoác này em còn có một cái à. Chế nào lấy chốt gì? Thảo Nhi nó xài 36 rồi. Còn ri nào không? Rồi xoàn cho Lan Anh 39 có đơn. Nô nu cho Kenny Kenny Vong xe 36 có đơn cho địa chỉ. Cho địa chỉ giùm em. Nô nu cho Thảo Nhi 35 có đơn. Đừng comment 2-3 lần nha mọi người ơi. Đừng comment 2-3 lần nha mọi người. Nô nu hết. Nô nu hết giùm em nha. Xoàn cho Mi Mi 38 có đơn. Nhung Nhung có đơn mới hoàn về, lý do gì vậy chị ơi? Coi người ta ngoài đó kiếm cái Nhung Nhung coi sao bị hoàn về. Rồi qua mã mấy chị ơi. Qua mã. Rồi em qua mã nha. Ở đâu lận? Ở trong cái đống đó đó. Ý là nó ở đâu á? Đây chị. Nhất hả? Kiều Duyên. Quần áo gì vậy? Rồi Nhung Nhung giao sai sai gì cho nó đó. Rồi áo khoác màu xanh siêu dày luôn. Rồi có quần áo nữa. À mới bẩm báo đúng rồi. Rồi tới nơi kiểm sai dép không nhận đồ luôn. Rồi chị nào để em lên mã khác. Giày sục em có để em lên nè. Sục giùm em luôn. Em có 35, 36, 37, 38, 39 giùm em. Bình thường em bán sục là 135.000, 125. Hôm nay em tri ân cho mấy chị luôn nha. Em tri ân cho mấy chị luôn. Đôi sục ni này giá 100.000 chốt đơn liền giùm em. 99.000 chốt đơn liền giùm em đi. 99 sục ni thể thao giùm em 99.000, chị nào lấy chốt. Khoác xanh cho chị Diễm Nguyễn có đơn. Áo khoác này 135.000 về mặt sướng lắm luôn á chị Diễm ơi, dày lắm. Em cầm cái áo khoác em cầm cộng nổi mà. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Comment anh ơi giao ba đơn giảm cân cho em á. Ở xuống lý thượng hết. Rồi comment liền giùm em sục ni này em bao cho mấy chị luôn. Em bao cho mấy chị, không ai bán cho mấy chị 99.000 đâu. Bơ lê màu xanh có đơn. Để em gửi thông tin qua cho anh. Bùi Thị Ngọc Ánh có đơn. Sục cho Thanh Thanh có đơn. Xoàn size 38 cho Ngọc Lam Nguyễn có đơn. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em mã sục ni này nha. Khoác cho Hồng Nhi 135 có đơn. Sục ni cho Kim Ngọc 37 có đơn. Ni xanh cho Phạm Hằng 37 có đơn. Mi Mi comment giùm chị cái size nha. Khoác xanh cho Phúc Tô có đơn. Rồi sục ni giùm em nha mấy chị ơi. Sục này hôm nay em sale chỉ có 99.000 thôi. Hàng MLB chuẩn giùm em nha mấy chị. Chị nào lấy chốt sục ni kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Sục ni giùm em. Hắc rêu này 100.000, hôm nay em còn size 35, 36, 37, 35, 36, 38. Sục ni cho Phương Phan 36 có đơn cho địa chỉ. Mi Mi 39 có đơn cho địa chỉ số điện thoại chưa. Rồi chị nào lấy nó chốt liền giùm em nha. Comment liền giùm em sục ni nha mấy chị ơi. Sục ni kèm size giùm em. Sục 37 cho Dương Thị Kim Chi có đơn. Sục cho Hằng Nguyễn 39 có đơn. 35, 36, 37, 38, 39 sục giùm em. 35, 36, 37, 38, 39 giùm em. Chị nào lấy chốt. Sục ni cho Hồng Hạnh 37 có đơn. Dương Thị Kim Chi 37 ra chưa? Ra rồi. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Áo khoác em đang mặc còn nha. Sục cho Ngọc
Gian Gia size 35 có đơn. Áo khoác em đang bận còn Thuận Nguyễn 37 có đơn. Đây là mấy chế. Cái này mấy chế đeo được vô luôn. Đeo vô luôn. Áo khoác cực kỳ dày luôn nha. Nga Thúy 38 99 nghìn có đơn. Áo khoác 135. Huỳnh Hà 37 có đơn. Rồi khoác xanh cho Phúc Tô rồi nha. Đây chị nào lấy sục ni chốt liền giùm em. 1435 hôm nay em sale trên live cho mấy chị 99 nghìn chốt liền giùm em. 99 nha. Dung heo, dung heo, cái đơn dung heo tới đâu rồi để chút kiểm tra lại chứ bây giờ mà nói nghe.